Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, bên em sẽ gửi tới anh em một sản phẩm tiện lợi nhỏ gọn, đó chính là dụng cụ bổ sung dầu cho điều hòa ô tô. Sau đây là bên em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể tới anh em. Đấy, em giới thiệu cho anh em nó sẽ gồm những cái chi tiết gì để cho anh em rõ. Ngày hôm nay nó có 3 chi tiết. Đây là một đầu chuyển, có thể mình chuyển mình nối dài đây ra. Đây mình trực tiếp. Và cái thứ hai là xi lanh để bổ sung dầu. Ở đây là có các mức mini ở đây. Từ 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đấy. Và đây là ống để bắt vào hệ thống đường ống điều hòa ô tô để mình có thể bổ sung thêm dầu. Và đây là cách cho thêm dầu và cho dầu vào, mình đổ dầu lạnh như vát này. Đây mình mở ra, mình rút lên, mình cho dầu lạnh vào trong, rồi mình bắt đầu mình cho này bạn, rồi mình vặn lại như cũ. Cái này là nó không khác gì là xi lanh mình kim tiêm bình thường mình hay dùng. Đấy, mình bắt vào. Mình bắt đường ống vào. Xong có thể cái này chúng ta sẽ bắt trực tiếp vào hệ thống điều hòa bằng đầu bên này. Và chúng ta trực tiếp bằng bơm bằng tay đầu bên này. Không có lượng dầu mình cho bao nhiêu thì theo tùy theo từng trường hợp. Mình sẽ kiểm tra dầu đủ hay dầu thiếu hay là dầu còn bình thường. Cảm ơn mọi người. Anh em có nhu cầu quan tâm hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.